Tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, mới đây, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện đã phối hợp cứu sống bệnh nhân nguy kịch do xuất huyết tiêu hóa từ ruột non vì dị dạng mạch máu. Theo đó, bệnh nhân là bà NTL, 59 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau, được tuyến trước chuyển đến trong tình trạng lơ mơ, tiểu ra máu nhiều, da niêm nhợt, huyết áp thấp, mạch nhanh, nhẹ, khó bắt, siêu hấp, toan chuyển hóa. Bệnh nhân được nội soi dạ dày, tá tràng, nội soi đại tràng từ tuyến trước, không phát hiện tổn thương. Ngay sau khi tiếp nhận, khoa cấp cứu của bệnh viện thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện, hội chẩn nhiều chuyên khoa, thống nhất chẩn đoán bệnh nhân choáng do xuất huyết tiêu hóa dưới, nghi từ ruột non mức độ nặng, toan chuyển hóa, suy hô hấp, rối loạn đông máu. Bệnh nhân được cấp cứu, truyền dịch, truyền máu, truyền huyết tương tươi đông lạnh khẩn cấp, hồi sức nội khoa, đặt nội khí quản, thở máy, chống toan, đặt catheter đo huyết áp, động mạch xâm lấn. Kết quả kiểm tra ghi nhận bệnh nhân bị sốc mất máu nặng, chỉ số huyết học ở mức báo động, huyết sắc tố 4.0 gam trên decilit, bình thường là 12,5 đến 16 gam trên decilit. Bệnh nhân được chỉ định chụp và nút động mạch điều trị cầm máu, cắt tạng số hóa xóa nền, tuy nhiên không thực hiện can thiệp được do không ghi nhận được dấu hiệu thoát mạch khi tiến hành chụp mạch máu số hóa xóa nền. Bệnh nhân được hồi sức tích cực ngay sau đó, điều chỉnh rối loạn đông máu và quyết định phẫu thuật. Sau 2 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công, quá trình cấp cứu và phẫu thuật bệnh nhân được chỉ định truyền 35 đơn vị máu và các chế phẩm của máu. Dấu hiệu sinh tồn ổn định nhanh chóng sau can thiệp phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang được điều trị tại khoa ngoại tổng hợp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bồ Kim Phương, trưởng khoa nội tiêu hóa huyết học lâm sàng bệnh viện cho biết, chảy máu tiêu hóa dưới có nguyên nhân thường gặp là dị dạng mạch máu ruột, tổn thương viêm trượt xuất huyết, polyp ruột non, u ruột non. Trong đó nguyên nhân chảy máu ruột non chỉ chiếm 5 đến 10% số ca với đặc điểm lâm sàng là chảy máu nhiều đợt, thường tự ngưng nhưng dễ tái diễn. Thể này thường khó chẩn đoán và khó điều trị do ruột non rất dài, trung bình 6,5 m. Có thể vì vị trí giải phẫu hoặc diễn biến bệnh mà chảy máu ruột non đã gây ra không ít khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Bệnh nguy hiểm do khó phát hiện, biểu hiện bệnh thường không rõ ràng. Có nhiều bệnh dẫn đến tình trạng chảy máu tiêu hóa tại ruột non, trong đó có một số bệnh thường gặp trên lâm sàng như viêm ruột xuất huyết, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn bởi độc tố của vi khuẩn với các biểu hiện của nhiễm khuẩn, môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, đau bụng, tiêu chảy, phân có máu tươi hoặc màu đỏ sẫm kèm theo các biểu hiện mất nước. Bệnh thương hàn, biến chứng chảy máu thường xảy ra sau 1 đến 2 tuần do biến chứng loét ruột hoặc thủng ruột, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, đại tiện phân có màu đỏ gạch hoặc sẫm. Viêm ruột xuất huyết hoại tử, bệnh thường xảy ra với trẻ nhỏ, bệnh nhân có biểu hiện tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng, sốt cao 40 đến 41 độ C. Các bệnh khác có thể gây ra chảy máu tại ruột non nhưng ít hơn như lao ruột, ung thư ruột non, sốt xuất huyết, bệnh bạch cầu cấp. Chảy máu ruột non do nguyên nhân dị dạng mạch máu ruột càng hiếm gặp và khó chẩn đoán hơn,